Vâng, xin chào các bạn. Để tạo một cái vòng quay may mắn hay là trò chơi chiếc nón kỳ diệu với những vòng quay ngẫu nhiên thì chúng ta có thể áp dụng cho các cái trò chơi trong các tiết học rất là hay, có thể làm cho các em cảm thấy hứng thú hơn. Thế nhưng mà để tạo được các cái vòng quay ngẫu nhiên như thế thì trong PowerPoint có thể chúng ta nghĩ rằng nó là bất khả thi. Nhưng mà nếu mà các bạn biết một chút về lập trình macro hay là biết cái tên gọi là các cái mã lệnh Visual Basic ấy, thì chúng ta có thể làm được cái điều đó rất là đơn giản. Như ở đây tôi có một cái file mẫu, các bạn có thể xem thử. Vâng, khi hiển thị lên thì nó đứng im nha. Con số nó đang là 400 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ quay lượt đầu tiên nào. Vâng, 900 điểm. Nào, bạn quay lần nữa nào. Ôi, 300 điểm. Mà nó rất là ngẫu nhiên đấy các bạn. Bây giờ tôi sẽ mở lại lần nữa này. Vừa rồi là 400, bây giờ đang là 300. Bây giờ chúng ta quay lại này. Quay nào. Vâng, con số rất là ngẫu nhiên, nó không hề trùng trùng lặp bóng quay đâu nhé. Các bạn cố gắng để ý này. Vâng, thế để làm được cái vòng quay hay là cái trò chơi chức năng kỳ diệu này để làm như nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần thiết kế nó nhé. Tôi sẽ đóng cái này lại. Không cần lưu. Vâng, đầu tiên thì các bạn cố gắng sắm cho tôi một cái vòng quay do các bạn tự thiết kế. Các bạn thiết kế như nào đấy là tùy bạn. Đây là tôi lấy được ở một cái trên mạng về. Đấy, các bạn tùy theo cái trò chơi của các bạn như nào thì các bạn thiết kế nó như vậy. Nhưng mà chú ý ở đây xem là nó có bao nhiêu ô tất cả nhé. Đây là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24 và 24. Thế thì chúng ta phải kiểm tra xem nó là 24. Thì vậy thì mỗi một nó sẽ là bằng ở một góc của nó sẽ là bao nhiêu vòng tròn này nhé. Đấy, mỗi một ô của nó sẽ chiếm khoảng bao nhiêu độ. Là 60 và chia cho khoảng 24. Đây, một góc nó là 15 độ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cái code cho nó. Trước tiên thì chúng ta mở và point lên. Tôi là giao diện tiếng Việt nên các bạn có thể là chuyển sang giao diện tiếng Anh nhé, thì các bạn trước tiên này ta sẽ add cái ảnh vào, ta add hình ảnh vào. À, xin lỗi. Ta sẽ add cái ảnh đây. Căn vào giữa đi. Là đẹp. Bây giờ ta thêm vào cho nó một cái nút. Chọn hình dạng này. Một cái nút. Và nút thì bạn có thể là lấy bằng một cái ảnh nào đó cũng được. Bây giờ tôi làm đơn giản, tôi lấy một cái nút bình thường này. Đây.
Để nó ở đâu vậy? Để sang kia đi. Tôi để cho giống mẫu. Vâng, sau khi chúng ta thiết kế xong cái giao diện cho trò chơi thì chúng ta bắt đầu bắt tay vào phần viết code. Để viết được code thì chúng ta sẽ vào cái phần xem, hay ở trong tiếng Anh, giao diện tiếng Anh thì nó là phần view, ta chọn macro và cuối cùng của cái table view này. Như macro, trong phần macro ta sẽ đặt tên tùy ý thôi. Còn bạn thích đặt tên nó là cái gì là, như ở đây tôi sẽ đặt tên nó là quay hay là quay thôi. Và nó sẽ cho anh ta một thủ tục tên là quay thôi. Bây giờ ta sẽ viết lệnh trong cái thủ tục này. Trước tiên tôi sẽ tạo một biến. Biến này nó sẽ tạo cái số ngẫu nhiên, cái vòng quay ngẫu nhiên, cái số lượng góc ngẫu nhiên để nó dừng lại. Đấy chưa? Để tạo được cái biến ta sẽ chọn beam, ta sẽ viết beam. Tên biến thì tùy ý bạn, tôi đặt tên là vòng đi. Em là để lấy được cái đối tượng hình ảnh này thì chúng ta sẽ phải gọi gọi cái bảng này lên, gọi cái slide xin lỗi, ta sẽ viết như sau, gọi được cái slide đấy ta viết như sau, giám đốc chẳng hạn. Cái này là cái quan trọng nhất này, câu lệnh này nó là quan trọng này. Còn cái set my doc, cái doc này thì chúng ta my doc chúng ta có thể đặt tên tùy ý. Cái này có thể là văn bản của tôi chẳng hạn, văn bản của tôi tùy. Cái câu active presentation câu này chúng ta cần nhớ, nó sẽ gọi đến cái slide chúng ta đang ở là sẽ là slide nhất, chọn ở đây. Bước thứ nhì là ta sẽ tạo cái số ngẫu nhiên cho cái số vòng này, ta sẽ có là vòng sẽ bằng một hàm ngẫu nhiên trong video basic, đó là hàm random. Mình viết là R, N và D và nhân với 360 độ. Cái số này nó là tạo số ngẫu nhiên thôi, cái này bạn cũng không cần về cần thiết lắm. Bạn có thể cho nhân với bất kỳ số nào cũng được, nhưng mà tôi thích cho nhân với 360. Sau đó ta sẽ tạo một vòng lặp. Cái vòng lặp đấy nó sẽ có tác dụng là quay, nó tác dụng là quay cái vòng quay này. Đấy, quay cái hình ảnh này, gọi vòng là for đi bằng một thu vòng. Ở đây ta sẽ gọi đến cái hình ảnh này, gọi đến cái hình ảnh này, ta sẽ gọi đến nó. Ta gọi đến nó bằng lệnh VB của tôi, văn bản của tôi, văn bản của tôi chấm sáp, đối tượng sáp, sáp là cái đối tượng hình học này. Có tên của nó và rồi cái tên nó đây là hình ảnh nên nó sẽ là picture. Nó sẽ là picture, ta để cho nó quay. Ta sẽ sử dụng cái gọi là
Được rồi, cứ gọi như là một cái hành động. Hành động này là hành động quay, là rotate. Rotate. Rồi. Hành động quay này nó sẽ bằng hành động quay cộng với cả cái số độ. Văn bản của tôi chấm là sáng. Cộng với cả và rồi là ta tính cái độ này nó quay là 15 độ đúng không? Thế vậy là ta sẽ biết là nó là 15 cộng với cả 15. Cuối cùng là next y, nghĩa là tăng cái y ở đây. À, để kiểm tra xem là có lỗi gì không, nên nhấn vào nút chạy này. Đây, có một lỗi. Chúng ta xem lại, đây như đây này. Vâng, chúng ta đã sửa xem, bây giờ kiểm tra xem nó có vấn đề gì không. Rồi, có vẻ ngon rồi đấy, không còn lỗi gì nữa. À, không còn lỗi gì nữa rồi. Chúng ta quay trở lại màn hình PowerPoint, ta chọn bằng nút quay thôi, rồi chọn mục Insert, chọn Action. Ở đây thì chúng ta sẽ cho nó chạy macro, và chúng ta chọn vào cái macro chúng ta vừa vừa mới tạo ấy. Ok, giờ tôi sẽ chạy thử nhé. Nó đang ở ô nhân đôi này, quay thôi đấy. Giờ vào 700 điểm, quay tiếp à. Điểm, 500 điểm. Vâng, đấy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn viết một vài câu lệnh cho trò chơi chiếc nón kỳ diệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi hoặc là truy cập vào trang web có trên màn hình này nhé.